hai chảo bài hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2023. Shop Hằng My về Twitter tề hài. Hôm như hôm bữa con này hết hàng quá trời, người bạn hỏi khi nào có nhắn, em nhắn quá trời luôn mà chưa thấy ai hồi âm. Nay Twitter tề hài về nhà bạn nha. Giá xe 15.500.000. Khung carbon, phụ carbon, cốp yên carbon, ghi đông carbon. Xe sử dụng rub rạc cho bếp. Và đây là thắng đĩa dầu nha bạn nha. Rub rạc cho bếp thắng dầu. Giá 15.500.000. Twitter T2 màu xanh, ghi đông carbon, dây âm ghi đông. Twitter T2 bộ tay thắng dầu Retrobit Retrobit, tay lắc thắng dầu, tay dầu nha các bạn nha, chứ không phải tay vừa cơ vừa dầu. Bên em là bán thắng dầu chứ không có bán thắng vừa cơ vừa dầu nha các bạn nha. Bán là bán đồ tốt luôn cho các bạn xài. Giá thì trên thắng đĩa cơ có 20-30 ngàn, nên thôi lấy thắng dầu bán cho các bạn nha, chứ thắng vừa cơ vừa gò dầu nó chạy không có ngon. Chơi là xài thắng dầu luôn các bạn, nó sẽ con xe nó sẽ ổn định hơn. Ghi đông carbon, dây âm ghi đông, dây âm ghi đông mẫu mới, khung carbon và phụ carbon. Twitter T2 rất đẹp nha các bạn nha. T2 và đây là heo dầu nha các bạn nha. Heo dầu xe bên em sử dụng heo dầu luôn, chục bút Retrobit, chục bút đùm bạc đạn CNC. Thì như cái đùm này nhiều cửa hàng bảo là đây là ceramic nha các bạn nha, ceramic, bạc đạn ceramic. Em chưa tháo ra em biết, thì người ta bảo sao em cũng đọc giống vậy thôi chứ em chưa tháo nên không biết. Tại vì giờ mà xe mới mà ra đè ra tháo nó hư, mất công, nó mất zin nha các bạn nha. CNC có cái để ghi lên, có cái để không ghi lên. Chục bút nha các bạn nha. Giá xe thì đang được bán với giá chỉ có, nhưng mà thấy nó chớn hơn so với mẫu bánh đùm thường, chớn hơn nhiều. Tí em sẽ test độ chớn của xe cho các bạn xem. Thì xe thì em làm video, hai cái video cho các anh chị xem. Một cái là video về tiếng có giọng, và một cái video bằng hình ảnh. Em chụp nhiều tấm hình, nhiều góc cạnh để cho các anh chị coi kỹ hơn xe. T2 nhớ bạn nha, giá 15.500.000. Yên nè, yên có lỗ, có rãnh. Twitter T2 khung carbon, xe được trang bị khung sườn carbon fiber. Cùi đề đĩa Miroship RB, Miroship RB, giò dĩa là RBL cốt rỗng Rowell, RBL cốt rỗng Rowell, hai đĩa. Sơn Summit 11. Hai đĩa và 11 lít nha các bạn nha. 12 lít cái lộn, hai đĩa và 12 lít. Hai đĩa và 12 lít. Bộ rub rạc cho bếp thắng dầu 12 tốc độ, 2 đĩa 12 lít, 24 tốc độ. Lít thả, lít thả 12 tầng. Cùi đề lít rạc cho bếp 12. Cùi lít rạc cho bếp 12 nó đen hết nguyên cái. Nhìn nó phong độ hơn nha các bạn nha, nhìn ngầu hơn. Bộ lắc cũng nhẹ hơn so với bộ 11. Nói chung nó cải biên nhiều hơn, rất nhiều. 12 tốc độ, lít thả 12 tầng, cùi đề lip Retrobat, lip thả 12 tầng. Heo dầu Euro, heo dầu Euro. Bánh bạc đạn chục bút Santa Lock, xe sử dụng mặt đĩa Santa Lock, giúp cho bánh nó cân khi tháo ra tháo vô nó dễ hơn và nó cân bánh hơn, không bị cạ đĩa. Santa Lock ứng dụng mới của dòng xe thắng đĩa đó. Bên em là sử dụng heo dầu, các bạn lưu ý. Heo em là heo dầu, các bạn mua xe mà thắng đĩa các bạn hỏi heo này, heo dầu và dây dẫn là dây dẫn bằng dầu nha các bạn nha, chứ không phải dây dẫn bằng cơ. Dây cơ là giống dây này nè, nó giống dây cáp nè, dây cơ là dây cáp. Các bạn mua xe các bạn hỏi dây dẫn là dây dầu hay dây cáp nha các bạn nha. Dây cáp thì các bạn không nên mua, đây mình nói thẳng luôn, cửa hàng nào dẫn thì chịu, dây cáp thì không nên mua, nó không có ngon. Và các bạn chơi đã chơi thắng đĩa thì chơi thắng đĩa dầu, nó hơn nhau có 20 ngàn à. Người bán hơi có hơn 20 thì người ta lấy thắng dầu về người ta bán, thì mày đặt thắng cơ nữa
tiết kiệm hơn 20 ngàn, cũng tiết kiệm. Rồi bày đặt tặng đồ này tặng đồ kia, thay vì các bạn tặng đồ đó đồ này đồ kia, lấy heo dầu về bán cho người ta cho chạy ngon hơn nha các bạn nha. Giá chỉ có 15.500.000, quá ngon luôn, nhịp nhàng luôn, đúng không các bạn ha? Nó đâu thí dụ mà trên nhau nhiều á, người ta lấy trên nhau 20 ngàn à. Đó, thì mình lấy cái heo dầu này luôn các bạn nha, heo dầu luôn đó các bạn thấy không, heo dầu dây dẫn bằng dầu nha các bạn nha, cộng dây này dây dầu nè chứ không phải dây cơ, dây cơ giống như dây cáp này nè đó, nó sẽ dư một khúc lên nhìn kỳ lắm, nó không có đẹp và nó bóp cũng lực bóp nó cũng nặng hơn, rồi thắng dầu bóp rất nhẹ nha các bạn nha, nè nhẹ heo à, giống như không có bóp vậy các bạn, bóp rất nhẹ luôn, và thắng dầu thì nó tuyệt vời hơn, tuyệt vời mặt trời hơn. Rồi mời các anh chị cùng điểm lại con xe với em nha, em mới có điện thoại đó, thì Twitter T2 đây là thắng dầu đó, lực bóp rất nhẹ, 2 đĩa và 12 clip, giá 15.500.000 bao ship nha các bạn nha, 15.500.000 bao ship. Bên em là bán thắng dầu, tại lý do là sao, bên em vừa bán xe đạp mà cũng có chơi xe đạp, chơi nha chứ bạn nha, có nhiều bạn nói chơi là vận động viên, không có, chơi là tôi chạy vòng vòng tôi chơi đó, chứ không phải là chạy để đi như vận động viên. Em không khẳng định em là vận động viên, em có chơi xe đạp, xe đạp có chơi, chơi xe đạp, chơi có nghĩa là sao, mình mua xe mình chạy vòng vòng, mình đi chơi, đi tập thể dục dưỡng sinh thôi nha các bạn nha. Nên có nhiều bạn nói ông chơi sao bùng ông bự đây, nói thiệt mình chơi xe đạp chứ không phải là mình là vận động viên xe đạp, mình chơi chơi đến sao mình am hiểu mà mình biết cách xử lý con xe đạp thôi, mình gọi là chơi chứ không phải là vận động viên xe đạp. Vận động viên này nó nhìn em này, nó cao nó bự nó đô đó, như ông kia cũng gọi là vận động viên đi phượt đi, còn này mình chơi mua xe về chạy vòng vòng chơi, đi tập thể dục đi dưỡng sinh, gọi là chơi xe đạp nha các bạn nha. Nên các bạn có nước luôn không, tự nhiên chơi cái có nước, mua xe đạp là để chơi, mình là mình chơi xe đạp nha đó, nên mình biết được thắng dầu nó sẽ ok hơn thắng đĩa cơ và dầu nha các bạn nha. Nếu mà nhín thì mua luôn cái thắng dầu chạy cho ngon, đừng có mua ba cái thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, khó sửa và khó xử lý lắm, xe sau này khó xử lý lắm. Lý do sao biết, mình biết khó, mình chơi rồi nha các bạn nha, chứ không phải chưa chơi, mình chơi rồi mình truyền kiến thức lại cho các bạn, và mình chơi rồi mình sợ lấy bán. Lý do sao sợ lấy bán, bán sửa hoài bảo hành hoài mệt chết, sửa hoài bảo hành hoài mệt nên không có dám lấy, nó đơn giản là vậy thôi nha các bạn nha. Mình không có chơi. Và những bạn nào cái kênh mình là 30 mấy ngàn người đăng ký, các bạn người nào chạy rồi thì người ta biết, không lẽ giờ mình nói tào lao lên là mấy người ta lóc kênh mình luôn, nó thẳng các bạn luôn, người ta chỉ cần report thôi là dăng cái kênh liền các bạn nha. Chơi xe đạp nói là đúng chứ không có sai, các bạn mua các bạn nhín xíu mua thắng dầu luôn xài cho nó ngon, còn cái thắng kia về bữa các bạn sửa mệt nghỉ luôn. T2 rồi chào các bạn.